chương 91, Hoàng Chấn Giang trở về. Lưu Vân Tông Tông chủ, vật này thật kỳ lạ, dường như không có cách nào nghiên cứu được. Trình phổ tay trái xoa xoa đầu, mặt ấy nấy. Thật sự không được. Hàng vô ưu ngạc nhiên. Trình phổ đưa ra ba trái pokebo đã bị hỏng. Tông chủ xem, vật này được chế tạo không biết từ nguyên liệu gì, bên trong dường như có cả trận pháp, lại cơ quan trùng trùng điệp điệp. Lão trình ta chỉ hơi banh nó ra, lập tức phá cơ quan vỡ thành hai mảnh. Bên trong lại rỗng không? Đúng đó tông chủ, ta nghĩ là hàng đơn, nhưng khi ta cho một tên đệ tử thu phục một con yêu thú cấp 4, vẫn là thành công. Pháp bảo này, quá mức cao siêu, chắc phải mất thời gian khá dài. Mỹ phụ bên cạnh lên tiếng. Hàng vô ưu nhíu mày, nghĩ một hồi ra lệnh. Còn 30 trái, chỉ giữ lại 15 trái. 15 trái tiếp tục nghiên cứu. Lần này phải cẩn thận tỉ mỉ hơn. Kêu thêm kim thương đi, hắn ta là trận pháp sư cấp 5. Lão Phúc cùng lão Hoàng tới luôn các ngươi phải cùng nhau cố gắng. Rõ, thưa tông chủ. Tinh thú môn. Cao tầng tinh thú môn đã nghị luận rất lâu rồi. Chuyện không khác Lưu Vân Tông là mấy. Kết quả chốt lại. Vẫn là phải nghiên cứu tiếp. Liên minh chi đoàn. Lam thành lão tổ, vật này thật quá quái dị. Trận pháp cùng cơ quan trùng điệp. Dùng sức thì chỉ có bị hủy. Mà không dùng thì không có cách nào kiểm tra. Một tên trung niên đang trình bày cùng Lam thành lão tổ lão đang hai tay cầm hai cái vỏ đỏ trắng của cô kê bồ. Bên trong nhãn kính, rỗng, chẳng có gì. Vậy tại sao nó lại có uy năng nghịch thiên như thế? Tập trung hết trận pháp sư, luyện khí sư về liên minh nghiên cứu. Nhất định tìm ra cách làm. Lam thành lão tổ ra lệnh, sau đó cầm hai mảnh rời đi. Hoàng Minh lúc này không biết các công môn liên minh đấu giá được cô kê bồ đang vật vả cỡ nào. Hắn chỉ đang nằm tận hưởng những cái bóp vai của điêu thuyền mà thôi. Hoàng Minh ca ca, ngươi là tu luyện bao nhiêu lâu rồi? bên cạnh là mộ thiếu nữ nàng tên quân nhược lan thiêu nữ tóc dài buộc hai biếm chuyện là tuần trước nàng tìm ra được nhà của hoàng minh tự nhận là bạn của hoàng minh và ở đây hơn một tuần rồi vẻ xinh xắn hoạt bát đáng yêu rất được trần mẫu yêu thích trần mẫu còn đang định nhận làm con dâu thứ hai ấy chứ thế nên cũng hết mực cưng chiều ta sao gần hai tháng đi điêu thuyền tỷ tỷ có tu luyện không quân nhược lan lại hỏi ta không có điêu thuyền nhẹ nhàng trả lời đúng rồi suýt nữa lại quên hoàng minh dự định tối nay là phải kiếm một bộ công pháp giúp điêu thuyền tu luyện mới được không thể sau này hắn tu luyện tuổi thọ cao mà nàng lại lại vì tuổi già mà đi trước hắn đang miên man suy nghĩ bỗng có một hạ nhân chạy vào bẩm báo thiếu gia lão gia trở về phu nhân cho gọi người ra đón ạ à. hoàng minh gật đầu một tiếng dẫn theo hai nàng ra ngoài hoàng chấn gian đi công chuyện hơn tháng nay trở về hai xe ngựa đang đi về trang viên trước cổng đã có một đoàn người đứng đón rồi hít hít. Xe ngựa dừng, hai tráng hán nhảy xuống, từ xe ngựa đi xuống, một là văn nhân hai mắt sáng ngời bước xuống, người còn lại là một trung niên da hơi ngâm, thân thể khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén. Nhìn kỹ khuôn mặt một hồi là có thể nhận ra, đây chính là bản chính sao ra hoàng minh rồi. Chúc mừng lão gia bình an trở về. Đám hạ nhân đồng loạt hành lễ. Hoàng chấn giang gật đầu, bước từng bước tới. Ông lấy trần mẫu một cái tình cảm. Hạ nhân là không dám nhìn đấy, chỉ có đám hoàng minh chu du đoàn dự là dương mắt lên nhìn thôi tên này, làm trò gì vậy, mau vào đi. Trần Mẫu đẩy trượng phu ra, lườm một cái, nhưng trong lòng là ngọt ngào không thôi. Hoàng Chấn Giang cười cười, nhìn sang Hoàng Minh, ôn tồn nói. Về sớm thế, ta còn tưởng ngươi đi vài năm. Hoàng Minh không trả lời, chỉ cười hề hề. Tuy có nhìn thấy nhiều người lạ, thế nhưng Hoàng Chấn Giang vẫn thoải mái đi vào. Phía sau hai tráng hán chỉ huy vài hạ nhân khen đồ trên xe ngựa xuống. Mọi người vào tới phòng khách, lúc này Trần Mẫu mới bắt đầu giới thiệu cho Hoàng Chấn Giang biết. Vị này là mẫu thân của Triệu Vân tiểu tử. Nàng tới đây là ta có thêm người bầu bạn. Mẫu thân của Triệu Vân đứng dậy hành lễ một cái chào hỏi. Trần mẫu tiếp tục. Bên kia là một đám tiểu quỷ, quý tử của ngươi đưa về đấy. Tuy nghịch ngợm nhưng tất ngoan ngoãn. Lần lượt đám đoàn dự chu du trương vô kỵ đứng dậy báo tên. Còn hai cô nương này. Trần mẫu lôi ra điêu thuyền cùng quân Nhược Lan. Là hai nàng con đâu của ta. Phục. Hoàng Minh vừa uống một ngụm trà, nghe tới đây phun ra ngoài tên nhóc kia, ngươi phản ứng thế là sao? Trần Mẫu hừ một tiếng, quát. Không có, không có gì cả. Hoàng Minh xua xua tay. Điêu thuyền cùng quân nhược lan ngựa ngùng, hai má đỏ hồng, đi ra hành lễ với Hoàng Chấn Giang. Hoàng Chấn Giang gật đầu, đoạn lấy ra hai miếng ngọc bội tặng hai nàng. Quân nhược lan vui sướng nhận lấy, nàng có cảm giác như được bố chồng đưa cho tính vật làm dâu vậy. Trong lòng vui mừng không thôi. Chương 92, Trấn áp lệnh bài. Hoàng Minh đang tìm kiếm công pháp, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy a trang có công pháp nào dành cho nữ không hoàng minh hỏi thăm a trang đang đứng bên kia nghe được gọi đi tới chủ nhân muốn loại công pháp nào hoàng minh nghĩ ngợi đoạn đáp loại nào tinh thuần công pháp thủy hệ hay băng hệ đi a trang gật đầu tay trái kéo một vệt không ngờ xuất hiện hai quyển sách đây là thủy hệ công pháp thủy liên hoa và công pháp hàng băng chân khi chủ nhân có thể lấy một trong hai hoàng minh gật đầu Thủy hệ và băng hệ thích hợp cho nữ. Băng hệ sức chiến đấu sẽ cao hơn. Thôi lấy băng đi. Hoàng Minh chọn hàng bánh chân khí. Giá tiền là 3.000 kim tệ. Không vấn đề. Hắn bây giờ dư sức bỏ ra số tiền ấy. Tốt rồi, bây giờ lại là đi giết đám tròn tròn kia. Cả một tối công kích, tới gần sáng Hoàng Minh định thôi, rút ra khỏi hệ thống thì bỗng hắn nhìn thấy một vật. Vật này chỉ như tấm thẻ bài, màu đen kịch. Là rơi trên người một con cung mê tròn tròn quái. Hoàng Minh nhanh chóng sử dụng dịch chuyển tức thời lao tới nhặt lên cho vào ba lô, khi đám cung mê tròn tròn quái kịp nhận ra, lao tới tấn công. Hoàng Minh lại sử dụng thế thân thuật trốn thoát. Động tác nhanh chóng dứt khoát. Ra đến ngoài hàng vừa Hoàng Minh mới lấy ra xem là vật gì. Trấn áp thẻ bài. Tinh quái vật phẩm. Trấn áp thẻ bài gồm 10 lá. Được mang trong mình khả năng trấn áp yêu thú cấp thấp. Thu thập 10 tấm thẻ bài để đi qua khu vực. Ồ, thì ra là nó. Hoàng Minh vui mừng. Hóa ra là cần có thứ này. Mẹ, giờ mới tìm ra cách để đi vào sâu hơn. Thoát khỏi đám cung mê tròn tròn quái này. Thu thập 10 tấm thẻ bài. Vậy là bây giờ còn 9 tấm nữa. Tốt lắm. Hoàng Minh thoát hệ thống ra ngoài. Dặn điêu thuyền hôm nay hắn bế quan trong phòng, không cho ai tới làm phiền rồi lại đăng nhập lại. Hoàng Minh quyết tâm, hôm nay phải tìm đủ 9 tấm còn lại mới được. Tinh tinh, chúc mừng chủ nhân đạt được cấp 6, mau chóng mạnh mẽ. Tinh tinh chúc mừng Pokemon Pikachu đạt cấp 6, thực lực tăng lên. Tinh tinh, chúc mừng Pokemon Hitoka đạt cấp 6, thực lực tăng lên. Khi rồi, Hoàng Minh vui mừng, vụt vụt, lấy được. Hoàng Minh lại nhặt được tấm thứ hai. Hay lắm cứ đà này. Liên tục sử dụng kỹ năng, liên tục tấn công. Cạn kiệt lại ngồi tu luyện. Hoàng Minh không biết là bao lâu rồi, chỉ biết xã không ngừng kỹ năng, đến khi lấy được tấm thẻ thứ sáu. Pikachu cùng Hitoka đã quá mệt mỏi. Hắn thu về đành ra ngoài hiện thực. Bên ngoài đã là trời tối. Cái bụng sôi lên ùng ục, Hoàng Minh nhanh chóng chạy xuống bếp kiếm đồ ăn. Ăn no rồi, hắn lại tiếp tục một mình chiến đấu. Không được, A Trang, liệu có vật gì giúp ta nhanh chóng hồi phục linh lực không nhỉ? A Trang miễn cười. Đang vừa có thể làm được việc này. Chủ nhân nên học luyện đan. Luyện đan sao? Hoàng Minh gật gật, đọc truyện tiên hiệp hắn cũng xem qua, nhân vật chính nào cũng biết luyện. Thế vậy ta cũng không thể kém cạnh hơn nữa ta còn có hệ thống mà được rồi xong vụ này học luyện đan lấy đan dược làm kẹo ăn đi hê hey hê hey. hoàng minh rắm thối nghĩ trong đầu như vậy Hay, không biết các huynh đệ giờ này có chiến đấu soát bốt không đại ca của các ngươi cũng đang soát tiểu quái đây mỗi tội ta không còn ở địa cầu nữa rồi bỗng nhiên hoàng minh có chút buồn nơi này không có internet không có mạng điện tử không có máy tính không có điện thoại một đống kiến thức máy móc như hắn lại không có chỗ dùng. vô co. Đùng đùng. Cái thứ 10. Hoàng Minh nhanh chóng lao tới nhặt lấy rồi lại thoát đi. Thành công. Nhìn tấm thẻ bài thứ 10 trên tay, Hoàng Minh vui sướng, quá tốn công rồi. Quá mệt mỏi rồi. Tinh tinh, tìm được tấm thẻ thứ 10 trấn áp thẻ bài, phải chăng dung hợp. Đúng. Hoàng Minh gật đầu. Tinh tinh, dung hợp thành công, nhận được trấn áp lệnh bài. Trấn áp lệnh bài. Phẩm chất tinh chuẩn. Công dụng, trấn áp yêu thú bất kể cấp bậc trong 10 giây. Làm lạnh một ngày. Thứ tốt, quá bá đạo. Hoàng Minh hoang hô nhảy cẩn lên. Con mẹ nó, trấn áp bất kể cấp bậc 10 giây. Dường như là lúc quyết định rồi còn gì. Hoàng Minh hắn lại có một lá bài tẩy mới. Hoàn thành rồi, trước tiên nên nghỉ ngơi đã. Hoàng Minh tự nhủ, dục tốc bất đạt. Còn nhiều thời gian. Ngươi ra rồi, một ngày một đêm ở trong đó, cảm thấy thân thể thế nào? điêu thuyền lo lắng hỏi không cấm đề gì sao sáng sớm đã đứng ở đây rồi hoàng minh miễn cười ta lại lo lắng ngươi ra không có thức ăn ngay ta vừa nấu một nồi gà hầm để ta bưng lên nói xong rồi điêu thuyền quay người đi xuống dưới hoàng minh cảm thấy ấm áp vô cùng ông trời không bạc đãi hắn mà hoàng minh chạy theo bê giúp nàng nồi gà bưng lên tới phòng điêu thuyền tay nghề nấu thật ngon lắm hoàng minh ăn ngon lành thậm chí còn uống cạn hết cả nước một bên điêu thuyền ngồi nhìn hắn ăn, một bên vui vẻ cười xinh đẹp. Chương 93, Tiểu mập mạp thù dai. Hoàng Minh nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn ngẩn ra. Thật đẹp. Điêu thuyền trong vẻ mặt Hoàng Minh, không nhịn được đỏ mặt. Tay trái không biết từ lúc nào đã tìm tới hông hắn, vặn một cái 360 độ. Á á á. Hoàng Minh hét lên thất thanh, đau đến con người như con tôm. Đòn hiểm này vẫn là công hiệu cao như vậy. Mà cũng quái lạ, kẻ địch ra tay thì Hoàng Minh có thể đỡ ngay mà điêu thuyền không có tu luyện tại sao mà hắn lại không cảm nhận được thậm chí người tu luyện như hắn bị bẹo một cái mà đau nhói hoàng minh suy diễn mãi không ra điêu thuyền cũng chỉ cười tươi không thèm đỡ hoàng minh dậy hoàng đại gia quằn quại một lúc mới bò dậy cũng không dám lỗ mãn đoạn lấy ra từ trong người một quyển sách điêu thuyền đây là một quyển công pháp ngươi xem có thể tu luyện hay không hoàng minh đặt vào tay điêu thuyền rồi nói công pháp ta là có thể tu luyện sao điêu thuyền hai mắt phượng mở to ngạc nhiên Hoàng Minh gật đầu, đáp. Đương nhiên, nữ nhân của ta thì phải theo ta tu luyện, cùng nhau bên nhau chứ. Ai là của ngươi nữ nhân, hứ. Điêu thuyền hứ một tiếng, cũng không nói nhiều, cầm theo sách rời đi. Hoàng Minh gãi gãi mũi, hắn có nói gì sai sao? Hoàng Minh ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài trang viên. Hạ nhân thấy hắn đi qua đều đứng lại hành lễ, hắn chỉ gật đầu. Lão đại, ngươi bế quan ra rồi. Bế quan. Hoàng Minh ngẩn ra, rồi lại gật đầu. Tiểu ngư nhi chần chừ một lúc, không biết nghĩ gì. Sao thế? Muốn nhờ ta chuyện gì sao? Tiểu ngư nhi ngượng ngùng, cố lấy dũng khí, đáp lời. Lão đại, ngươi có thể cho ta mượn chút tiền. Đệ cần tiền làm gì, có chuyện gì gấp cần sao? Hoàng Minh hỏi. Đệ, đệ muốn mua một cái đỉnh luyện đang nho nhỏ. Tiểu ngư nhi ngượng ngùng. Hoàng Minh nghe tới đây mới ồ lên, hắn là quên mất. Trước đã định mua cho tên này một cái rồi. Mà quên bén. Cũng tốt nói mới nhớ hắn cũng là định luyện đang đấy. Không việc gì, đệ đừng lo, để ta đi mua cho đệ. Tiểu ngư nhi hai mắt vui mừng, không nhịn được ôm lấy Hoàng Minh hoang hô. Hoàng Minh sợ hãi, miệng kêu oai oái, mẹ nó, lão tử đến đây là lần đầu tiên bị ôm lấy. Lại còn là nam. Hoàng Minh hết sức đẩy tên nhóc đang vui sướng ra, hứa hẹn sẽ sớm mua, sau đó mới dẫn theo tiểu ngư nhi ra sau núi. Gần tới nơi đã nghe thấy tiếng đánh đấm ung tỏi. Đoàn chổng vó, đỡ ta hỏa cầu, ha 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 tên mập chết tiệt, ngươi phải gọi lão nhị, lão nhị nghe không? Con mị nhà ngươi, ném gì mà nắm thế, có ngon ra đấu tay đôi. Ngươi nghĩ ta ngu chắc, ta ném ta ném. Hoàng Minh không cần nhìn thấy đã đoán được hai tên trời đánh kia lại rảnh chuyện rồi. Qua hai lùng cây đã thấy được khoảng đất trống, trước là năm tên tiểu đệ đang đứng vỗ tay cổ vũ. Giữa sân là một tên mập, đang điên cuồng ném hỏa cầu, đối diện là thái tử đoàn dự của chúng ta, đang ôm khiên khổ sở đón đỡ. Hoàng Minh nhìn thấy mà nhớ lại buổi ước hẹn đấu lúc ở các lạc binh đoàn tình cảnh này không khác gì hôm ấy cả. Lão đại. Ngươi tới rồi. Lão đại. Lão đại. Đám kiều phong, chu du thấy Hoàng Minh tới liền chào một câu. Hoàng Minh gật đầu, lấy ra một tấm thảm. Bắt đầu trải ra hoa quả đồ ăn trong ba lô. Cả đám rối rít khen hay, bảy tên lất cất ngồi ăn hoa quả xem kịch. Một bên hai tên vừa đấu quyền vừa đấu khẩu. Mập mạp chết bầm, dừng đi, nông xem giờ chúng ta thành trò cười rồi. Trò cười thì sao, chỉ cần cho ngươi ăn thiệt thòi là được. Cứ chịu khó núp sau cái khiên, làm con rùa rụt đầu đi. Ta lại ném đây, hai quả một nhé. Bùng bùng bùng. Hoàng Minh lắc đầu, mịa, hóa ra tên mập này là thù gia như vậy. Nhìn vẻ khổ sở của đoàn dự, Hoàng Minh lại thấy vui vẻ. Cố lên mập mạp, dùng sức thêm chút nữa. Hoàng Minh không nhịn được, bên ngoài khích lệ một câu. Cả đám bên ngoài ăn một miếng, lại cười ha hả, hùa theo. Đúng rồi, dùng sức thêm đi tiểu bàn tử giọng này là Kiều Phong. Ném bên trái cái khiên kìa, mỏng sắc vỡ rồi. Chu Du không chịu thua, nhắc luôn chỗ yếu. Đúng đấy, đúng đấy, bên trái kìa, bên trái. Giọng hô không sợ trời sập này là của Tiểu Ngư Nhi. Đoàn dự trong lòng như có nỗi uất ức không thể tả, khốn nạn. Bao tay của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Cứ đà này, sợ hỏng mất. Mập mạp chết bầm, ván này ngươi thắng, thu lại đi. Đoàn dự hét to, bỏ đi hình tượng, lăn hai vòng né hỏa cầu, bẩn hết bộ quần áo. Hắn không dám đỡ nữa. Chỉ sợ bao tay bị hủy thôi. Có mỗi món pháp khí này hắn yêu thích nhất. Không thể bị hỏng được. Đừng có hồng, ăn hai trái nữa đi. Tiểu bàn tử không tim không phổi cười ha ha nói. Mập mạp, dừng lại thôi. Hoàng Minh nói to. Vũ bàn tử nghe thấy Hoàng Minh nói, cũng không đành lòng, cuối cùng vẫn thu lại, thất tin công chúa bay bay trên vai hắn, nàng vui vẻ hát bài gì đó, nghe chừng rất đắc ý. Đoàn dự thở vào, đứng dậy phủi phủi bụi ở quần áo, chật vật vô cùng chương 94, xông qua cung mê tròn tròn quái. Lão đại, ngươi nói xem, chúng ta sau đợt huấn luyện rồi, phải làm gì tiếp theo? Chu Du hỏi. Hoàng Minh gật đầu, hắn còn nhiều dự tính. Điều này ta sẽ nói sau, có việc cho đệ làm đây. Chu Du gật đầu. Mai đi phiên ảnh hội đấu giá, cầm theo năm trái Pokebo, đổi giúp ta hai lò luyện đan. Lò luyện đan. Cả đám ngạc nhiên. Trương Vô Kỵ hỏi. Lão đại ngươi là muốn luyện đan sao? Hoàng Minh gật đầu đoạn đáp ta cùng tiểu ngư nhi cùng luyện nghe hoàng minh nói cả bọn ồ lên tiểu ngư nhi muốn luyện đang sao kiều phong không nhịn được nói trước kia tiểu bá bá là phụ thân của tiểu ngư trong thôn là luyện đan sư đấy cha truyền con nối sao đoàn dự cười ha hả tiểu ngư nhi ngượng ngùng cười vũ mập mạp vỗ cái đép vào vai ngượng cái gì cố gắng mà luyện sau này cả đám bọn ta há miệng đợi đan dược của đệ tiểu ngư nhi nghệch ra câu nói này của vũ bàn tử như vang lên trong đầu Đến vũ mập mạp cũng không ngờ rằng, sau này luyện đan sư đệ nhất đại lục được hỏi. Vì sao có thể bỏ qua tu luyện, trở thành luyện đan sư? Vì ta muốn bọn hắn ăn đan thay cơm. Tối đến, Hoàng Minh cùng đám tiểu đệ trở về, hắn liền ghé qua vấn an phụ thân. Hai hôm phụ thân hắn về mà hắn vẫn chưa qua vấn an. Phòng phụ mẫu hắn ở sau chính sảnh, còn sớm nên vẫn chưa tắt nến. Cộc cộc. Ai đấy? Giọng nữ hỏi. Là Nhi Tử. Hoàng Minh đáp. Minh Nhi hả? vào đi trần mẫu nhỏ giọng nói hoàng minh bước vào trong phòng hoàng chấn giang đang ngồi ở bàn trần mẫu thì đang bóp vai cho hắn nhi tử đến vấn an hai người hôm trước tới giờ ta bế quan thật sự không qua được hoàng chấn giang gật đầu hắn là ít nói con trai mạnh mẽ là hắn rất vui mừng nhìn thấy hoàng minh là hắn lại nhìn thấy bóng dáng mình ngày xưa tầm này tuổi hắn đã là thiên tài của hoàng gia bỏ lại sau lưng tất cả các huynh đệ đồng tộc thậm chí là gia tộc khác vậy mà hoàng chấn giang thở dài một hơi Trần Mẫu như thấu hiểu được phu quân, khẽ vỗ lên vai hắn hao cái. Hoàng Chấn Giang hỏi thăm. Lần này đi cùng sư phụ ngươi lịch lãm thế nào, sao trở lại sớm? Hoàng Minh đã dự tính trước, bèn nói. Sư phụ là có việc đột xuất, dường như có việc phải làm. Hoàng Chấn Giang gật đầu, cao nhân bận rộn thường có việc đột xuất. Sư phụ ngươi tên họ gì? Thật sự có bản lãnh sao? Trần Mẫu dịu dàng hỏi. Nàng lo lắng nhi tử không được dạy dỗ đúng. Sư phụ tên thật nhi thần không hỏi chỉ biết ngoại hiệu của người người đời gọi người là tề thiên đại thánh tề thiên đại thánh hoàng chấn giang cùng trần mẫu nhíu mày cố gắng nghĩ xem đã nghe qua ở đâu chưa hoàng minh thì cười thầm làm sao mà biết được đại thánh chắc hẳn là cao nhân lánh đời chịu khó tu luyện đừng làm sư phụ ngươi thất vọng hoàng chấn giang nhắc nhở một câu đúng vậy cố gắng lên ta mà biết ngươi lười biếng coi chừng cái lỗ tai hoàng minh vâng dạ một câu hỏi thăm một chút nữa rồi xin về tiến chân hoàng minh ra khỏi sảnh Trần Mẫu mới ngồi xuống, hai tay đang ngón vào nhau. "Sao vậy?" Hoàng Chấn Giang hỏi. Thiếp đang nghĩ, không biết vị sư phụ kia của Nhi Tử thật là cao nhân hay là kẻ lừa đảo. Hoàng Chấn Giang ậm ừ, hắn cũng là có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng Nhi Tử từ chưa tu luyện, hiện tại đã là luyện khí trung kỳ gần hậu kỳ, cách tu luyện cùng dạy dỗ chắc hẳn không phải kẻ lừa đảo đâu. Thiếp nghĩ khi nào hỏi thử sư phụ của Nhi Tử, biết đâu có thể có cách. Hoàng Chấn Giang mặt có chút buồn bã. Hoàng Minh về phòng không thấy điêu thuyền trong phòng, chắc đang bận biểu nghiên cứu công pháp rồi. Cả một ngày trời không biết tu luyện được không? Hoàng Minh đóng cửa, bắt đầu hành trình tìm kiếm câu đố của kỳ bí đảo. Linh xa. Hoàng Minh đăng nhập hệ thống, lần nữa xuất hiện tại đảo. Tối nay nhất định phải băng qua đám cung mê tròn tròn quái này mới được. Đứng trước ranh giới hàng dừa, Hoàng Minh hít một hơi thật sâu, cũng không biết xa bao nhiêu, chết ở trong này liệu có ảnh hưởng gì hay không? Mợ, liều mạng, ông đây chết qua rồi, chẳng lẽ còn sợ? đám cung mê tròn tròn quái thấy hoàng minh cả đám đang tụ tập nhao nhao kêu gào hò hét hoàng minh cười nhếch môi một cái đúng thương hiệu của hắn xuất phát camejo bùng một đòn dọn sạch đường bỏ qua ngoài tai thông báo giết quái hoàng minh nhanh chóng lao theo con đường hắn vừa tạo ra tụ tập năng lượng hai bi vào hai chân nhanh chóng vọt lên như đạn bắn chỉ một thoáng đã đi được hơn 20 mươi mét hoàng minh đã bị chặn lại ngay lúc này dịch chuyển tức thời vụt hoàng minh biến mất khu vực hắn vừa đứng nổ lên ầm ầm, không biết bao nhiêu cung mê tròn tròn quái cùng phát nổ. Cách xa 30 mét, Hoàng Minh mồ hôi chảy ròng ròng, không thể dừng lại, hắn tiếp tục nhảy trên đầu đám cung mê tròn tròn quái, thế nhưng... Bùng bùng bùng. Tiếp tục vị trí hắn đang đứng phát nổ. Thế thân thuật. Hoàng Minh ngay lập tức lại biến mất, để lại một khúc cây, khúc cây nhanh chóng bị gặm hết sạch. Chương 95, Thôn Ma Lan. Hú vía, Hoàng Minh vừa chạy nhảy, càng vào trong càng thấy nhiều hơn cung mê tròn tròn quái. Hoàng Minh da đầu rung lên, mở kiếp, bọn này là vô biên vô vàng hả? Kỹ năng đào tẩu của hắn đều đang quay vòng, bây giờ thật khí, Hoàng Minh lăn lộn, né tránh. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Bùng bùng bùng, hơn 60 Hoàng Minh xuất hiện, tán ra tứ phía, cung mê tròn tròn quái lập tức bị thu hút, chua nhau ra đuổi theo. Hoàng Minh vui mừng, nhanh chóng di chuyển. Khi rồi, cách đó còn không xa, hắn đã thấy được một hàng dừa khác, nhanh tới. Nhanh chóng nghi tránh các con màu đỏ, Hoàng Minh đã gần tới được vị trí hàng dừa bỗng một trận rung chuyển, từ dưới đất bỗng chui lên một thân hình. Hoàng Minh không nhịn được chỉ thề. Ta, sao có thể, đây là bốt sao? Trước mặt hắn lúc này là một cỏ cung mê tròn tròn quái to vật vả, phải to bằng một cái tòa nhà. Màu tím, trên mép nó còn có hai hàng râu trắng. Hoàng Minh tặc lưỡi, muốn chặn ta, hãy đợi đấy, Hoàng Minh không nhịn được, lấy ra con ác chủ bài của hắn. Phải chăng kích hoạt trấn áp lệnh bài. Phải, nhanh nhanh hộ cái. Hoàng Minh thúc giục. Trinh, một luồng uy áp từ trấn áp lệnh bài tỏa ra cung mê tròn tròn quái bỗng kiếp sợ tháo chạy tán loạn con bốt thì còn gắn gượng nó hét lẻn thật to dường như không chịu nổi nó lập tức độn thổ xuống chạy đi đúng là vừa chui ra khỏi hố lại nhanh chóng chui vào hoàng minh thở vào may quá đi nhanh thời gian không có nhiều vụt 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 hoàng minh chưa bao giờ chạy nhanh như vậy vụt hắn bay qua hàng dừa an toàn rồi hoàng minh ngồi bệt xuống thở hồng hộc quá hại não rồi trấn áp lệnh bài hết công dụng trở lại lạnh lẽo như bình thường hoàng minh cất lại ba lô bây giờ hắn mới có thời gian nhìn lại xung quanh hắn đang ngồi ở một bãi cỏ sau lưng hắn cung mê tròn tròn quái đã xuất hiện chật cứng và chúng nó cũng không chạy qua hàng dừa vẫn cố gắng gầm gừ gào thét khi thấy hoàng minh trước mặt hắn lại là một khung cảnh khác cây cối mọc rậm rạp còn có cả đồi núi dường như đã rất lâu năm rồi chưa có ai tới cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng râm hoàng mong có cảm giác đi vào rừng rậm hoang sơ vậy nhưng mà, nơi này có cổ quái. Hoàng Minh nhíu mày, từ nãy tới giờ chưa nghe một âm thanh nào. Dường như nơi này không có sinh vật. Hoàng Minh ổn định một chút, bắt đầu đi vào. Không khí trong lành quá. Hoàng Minh hít thở, không nhịn được cảm thán một câu. Quá yên tĩnh rồi, nơi này cảnh đẹp, non xanh nước biếc. Mỗi tội không có sinh vật nào là sao? Càng vào sâu Hoàng Minh càng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nơi này có khí tức gì đó rất áp lực. Tuy vậy, hắn vẫn chậm rãi đi vào mợ vào tới đây vất vả như vậy không vào khác nào toi công hắn lọ mọ tiếp tục đi vào vào càng sâu trong rừng ánh sáng càng ít đi cây cối che đi hầu hết ánh mặt trời rồi đây là hoàng minh có chút sợ hãi giữa rừng lại là một khoảng đất trống bên trong khoảng đất ấy không ngờ lại là một thân hình to lớn kinh khủng một đầu lan hoàng minh nuốt nước bọt cái ực không kiềm chế được sợ hãi nếu khi nãy con cung mê tròn tròn quái bốt kia chỉ bằng cái nhà thôi thì bây giờ con lan này phải gấp ba gấp bốn lần tinh tinh phát hiện yêu thú thượng cổ thôn ma lan thôn ma lan là tay sai đắc lực của ma vương thực lực kinh khủng vô cùng tà ác hàng ngàn con người hy sinh mới tổ chức phong ấn được yêu thú này hiện tại thôn ma lan suy yếu nhưng đang có dấu hiệu phục hồi nó liên tục phá phong ấn phong ấn không còn bao nhiêu năng lượng mau mau tiêu diệt nó hoàng minh nhìn dòng chữ thông báo chạy nhanh trước mặt mặt hắn lúc này đen như cái đáy nồi mợ phong ấn cái chim gì không rõ nó còn bao nhiêu sức lực, nhưng cái thân thể kia. Hoàng Minh tự nhiên nghĩ đến cái cảnh, một chân đạp hắn bẹp xếp như con tép, hắn rùng mình một cái. Nhiệm vụ chết tiệt. Kiểu này không được manh động. Phải từ từ, tốt nhất là nên đợi trấn áp lệnh bài quay vòng xong. Một ngày chờ ở đây, ta đợi được. Xem nó nằm kia, thở đều đều, chắc là ngủ. Hoàng Minh lúc đến hùng dũng bao nhiêu, uy phong bao nhiêu, mặt hết lên bao nhiêu, thì bây giờ rón rén, vừa đi vừa ngó về sau xem tính hình, lấm la lấm lét như ăn trộm. Đến khi ra được hàng dừa ranh giới hắn mới thở vào. Kiếp thật, nhìn cái đã thấy bất lực rồi, không biết cả người hắn có to bằng một cái móng chân của nó không? Hoàng Minh cười khổ. Hệ thống ơi hệ thống, chơi nhau thế này đây. Hoàng Minh không biết làm gì, không dám đăng xuất, chỉ sợ đăng xuất lại xuất hiện ở bên kia lúc mới đến, lại công giả tràng. Tốt nhất ở đây đợi, tiện thể nghiên cứu một chút, nghĩ cách đánh xem làm thế nào. Hoàng Minh tự an ủi mình như vậy. Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng hạ nhân trong trang viên bắt đầu làm việc. Một hạ nhân nhận nhiệm vụ đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Bỗng nhiên hét ầm lên. Trước mặt nàng là phòng của điêu thuyền. Thế nhưng, bao xung quanh phòng là một lớp băng tuyết phủ kín. Chương 96, đánh lén thôn Ma Lan. Tiếng hét thất thanh làm mọi người xung quanh đều giật mình chạy tới. Nhanh nhất vẫn là đám thiếu niên bên kia dãy nhà đang tập quyền buổi sáng. Có chuyện gì vậy? Đoàn dự đỡ cô nàng dậy, nàng ta run run chỉ về phía phòng điêu thuyền. Tỷ tỷ, kiều phong hét to sợ hãi chạy đến lệnh hồ sung cùng tiểu ngư nhi cũng thất kinh lao theo chu du nhíu mày tại sao lại có băng tuyết phủ kính gian phòng này những phòng khác lại không có thật lạnh lệnh hồ sung run lẩy bẩy hai tay cố gắng kéo cửa cùng tiểu ngư nhi thế nhưng cửa phòng đã bị băng hóa rắn nặng không kéo ra được để ta kiều phong gọi hai tên ra vận khí vào bàn tay từ từ đã lão tứ kiều phong một chưởng sách tung vào cửa chính nghe chu du gọi thì ngạc nhiên quay lại sao vậy tam ca không phá làm sao vào được chu du khẽ mỉm cười một cái cả đám đều thấy kỳ lạ lúc này mà còn cười được sao chu du cũng không giải thích đang lúc này cửa phòng không ngờ răng rắc băng rơi xuống đất hết không khí đã bớt lạnh đi cửa phòng không ngờ được đẩy ra từ trong muốn phá cửa của tỷ tỷ ngươi một giọng nói trong trẻo từ bên trong phát ra mọi người giật mình lúc này quân nhược lan trần mẫu cùng hoàng chấn giang cũng tới nơi từ phòng đi ra một thiếu nữ mặc một bộ đồ trắng không ngờ khí tức băng sương phát ra từ người nàng. Tỷ, Ngươi là làm sao? Sao mà phòng lại đóng băng thế này? Kiều Phong không nhịn được hỏi thăm. Thuyền Nhi, ngươi là không có chuyện gì chứ? Trần Mẫu cũng ân cần hỏi. Điêu thuyền đi tới, hành lễ với Trần Mẫu cùng Hoàng Chấn Giang, đoạn đáp. Ta không có việc gì cả, chuyện này, chắc là do công pháp của thiếu gia đưa ta tu luyện dẫn tới. Công pháp tu luyện. Cả đám thất kinh. Công pháp tu luyện gì mà bá đạo như này? Tỷ, ngươi là cũng có thể tu luyện rồi. Tiểu ngư nhi vui mừng, chạy tới ôm lấy cánh tay điêu thuyền, vui vẻ hỏi. "Từ ta cũng có thể tu luyện rồi. Quân Nhược Lan mặt tươi roi rói, rói ôm nốt cánh tay còn lại của điêu thuyền, cười xinh đẹp. Tốt quá, thuyền tỷ có thể tu luyện, ta sẽ không cô đơn rồi. Đây là chuyện tốt, thôi nếu không có vấn đề gì nữa, ai về việc nấy đi. Trần Mẫu mỉm cười, dặn dò cả đám tảng đi, sau đó mới cùng trượng phu đi ra phòng khách. Phu quân, ngươi thấy không? Một bộ công pháp cao cấp, khí chất của thuyền nhi lại còn tăng lên. Hoàng Chấn Giang gật đầu, một bộ cột pháp tốt, công pháp cao cấp, nếu như để lộ ra bên ngoài, sợ rằng mang đến điều ngoài ý muốn. Nàng cho ta biệt kính chuyện này, nhắc nhở đám tiểu tử kia không thể để lộ, chuyện này rất nguy hiểm nếu bị lộ ra ngoài. Hoàng Chấn Giang nghiêm nghị nói. Ta biết, ngươi cứ yên tâm. Nhất là tiểu tử kia, hừ, không biết còn bao nhiêu bí mật. Đợi hắn ra, ta là phải ra khảo thật rõ ràng. Trần Mẫu hừ một tiếng nói. Bên trong hệ thống. Hoàng đại gia của chúng ta đang ngồi ngẩn ra. Xong rồi, trấn áp lệnh bài đã quay vòng xong. Hoàng Minh đứng dậy, phủi mông mấy cái cho bay bụi đất. Cái đảo này ở trong hệ thống, thế nhưng y như là ngoài đời thật. Hoàng Minh cả tối còn đang nghi ngờ, liệu hệ thống có liên hệ thế nào với đại lục này? Hòn đảo này liệu có phải là của đại lục Hoàng Thiên hay là phó bản của hệ thống mà thôi? Đi nào, đã tới thì vào thôi, Hoàng Minh chậm rãi tiến tới. Lần này đã thấy mục đích lên không cần lòng vòng nữa đi một thoáng hắn đã thấy vị trí thôn ma lan đang ngủ. Hoàng Minh phải thừa nhận là, con mợ nó to thật. Hắn trón rén nhẹ nhàng bắt đầu tiếp cận, 100m, 80m, 60m. Hừ. Hoàng Minh giật thót tim đứng sững lại, mồ hôi trên trán đã chảy xuống. Thông Ma Lan không ngờ là thở ra một hơi ra khỏi lỗ mũi, lại tiếp tục hít hà đều đều. Hoàng Minh lau đi mồ hôi trên trán. Mở nó, làm ông đây tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đứng một lúc không thấy động tĩnh gì thì mới dám tiếp tục đi tiếp ý định của hắn rất đơn giản. Nhưng lúc con chết trôi này đang ngủ thì tới cho nó một đòn không tỉnh dậy luôn. Hắn nhất định sẽ dùng đòn mạnh nhất hiện tại của hắn. Nhắm thẳng đầu, bắn. Tốt nhất là càng gần, càng tốt. 30 mét, 25 mét. Hoàng Minh đã ngồi sổn đi tới rồi, tầm này thôi, bắn là không thể trượt rồi. Cái đầu to tổ bố kia, bắn ra ngoài còn khó nói chi bắn trúng. Chỉnh thời điểm này đi. Hoàng Minh dừng lại, bắt đầu quyết định ra đòn. Hai tay hóa trưởng, hắn bắt đầu vận linh lực vào tay. Linh lực bắt đầu hội tụ, Hoàng Minh tàn nhẫn ánh mắt, đừng trách ta, có trách ngươi quá đen đuổi đi. Hoàng Minh lẩm nhẩm tự an ủi hành vi cắn trộn của mình. Kame vô co. Vụt. Sóng năng lượng bắn ra, to như cái đấu, bay một đường thẳng tắp, nhằm trúng vị trí sống mũi, giữa hai con mắt thôn ma lan. Bùng, tiếng nổ đinh tai nhức ốc vang lên, Hoàng Minh mừng như điên, trúng rồi, nó còn không kịp phản ứng lại. Thế nhưng, không giống như điều hắn thấy máu me be bét, Hoàng Minh mặt tái nhợt lại, không phải chứ. Chương 97, Giao dịch Trước mặt Hoàng Minh một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chầm chằm hắn. Hoàng Minh nuốt nước bọt cái ực. Con mở nó, giờ làm sao đây? 36 kế chạy là thượng sách, Hoàng Minh nghĩ là làm, quay đầu dùng hết sức bú mẹ chạy như điên. Hắn chạy một mạch không quay đầu lại. Một đường thẳng tắt ra tận đến hàng dừa ranh giới. Quái lạ, sao nó không đuổi theo, Hoàng Minh ngẩn tò te, hắn lại lần mò quay lại. Lấp ló sau gốc cây cổ thụ, hắn nhìn thấy thôn ma lan vẫn nằm yên chỉ là nó không còn ngủ hai mắt đỏ rực đôi con ngươi xoay chuyển nhìn xung quanh nó không di chuyển sao quái lạ hoàng minh chần chừ một lúc không nhận được sử dụng bách hiểu tinh tinh tìm hiểu thành công thôn ma lan thuộc ma lan bộ lạc trưởng thành sau biến dị thành thôn ma lan cấp bậc cấp 12. phẩm chất siêu việt kỹ năng hoành tảo thiên địa biến ảnh thân pháp nghiền áp tiến tới chấn kinh đại địa. Phá phong vả. Là yêu thú thứ bảy của ma vương, từng chiến đấu tại ma cổ mang hoang, bị phong ấn bởi sự hợp nhất của 10 bán thánh. Thân thể tiếp cận bán thánh, hiện tại bị suy yếu, do phá phong ấn mà tạo thành thương tổn, hiện tại không thể di chuyển. Có thể tiêu diệt nếu tìm ra yếu điểm. Hoàng Minh xem tới dòng thông báo, hóa ra là không thể di chuyển, thảo nào không đánh tới ta. Mà yếu điểm tại sao lại không chỉ ra, chẳng lẽ phải tự ta tìm. Nếu nó không thể di chuyển, thì sợ cái chim gì. Hoàng Minh sướng rơn. Hắn ra khỏi gốc cây, nhanh chóng đi tới trước mặt thôn Ma Lan. Biết là nó không thể di chuyển, gan hắn to lên bằng trời. Á à, u u. Hoàng Minh kêu lên một tiếng, hắn bắt đầu nhảy nhót ngay trước mặt yêu thú thượng cổ, hai chân như ma thuật, hắn rõ ràng đi lùi mà như là bước lên phía trước, sau đó lại còn che tay trái trước tờ rim rồi hãy lên hãy xuống. Vô cùng khoái chí. Nếu người địa cầu mà ở đây chắc chắn nhận ra điệu nhảy này là môn ngoan của Michael Jackson. Nhân loại tiểu tử, ngươi là đang khoái chí sao? Hoàng Minh đang nhảy bỗng nghe được âm thanh, mở nó, ai nói vậy? Hắn sợ hãi cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn nó cái gì, bản thánh là đang nói với ngươi đây. Âm thanh âm lãnh lại cất lên. Hoàng Minh trợn mắt há mồm nhìn vào thôn Ma Lan. Là ngươi đang nói chuyện với ta. Hắn ngạc nhiên hỏi. Thôn Ma Lan hai mắt không chớp, chỉ đảo qua hai cái. Đúng là bản thánh, đã lâu không có sinh vật nào tới được đây, ha ha ha, không ngờ cũng có ngày xuất hiện một tên tiểu tử luyện khí kỳ tới đây, lại còn định ám toán ta nữa, ha ha ha. Hoàng Minh kinh ngạc, nói lừ không có mở miệng, sao phát ra được tiếng nói. Hừ, đừng có loàn ngoằng, cẩn thận bổn công tử thịt ngươi. Hoàng Minh nghe răng hù dọa. Thôn Ma Lan không những còn không sợ, lại còn cất tiếng cười ha hả. Chỉ với một tên tiểu tử luyện khí kỳ như ngươi mà định giết bản thánh. Thật nực cười, ha ha ha. Hoàng Minh không thèm đáp, hắn bấu vào đám lông từ từ leo lên đầu thôn Ma Lan, mất một lúc mới tới nơi, ngó nghiêng xung quanh một hồi. Chết tiệt, điểm yếu nó ở đâu? tiểu tử, hàng ngàn năm qua, ngươi là người thứ hai dám dẫm lên đầu bản thánh, ha ha ha, tiểu tử gan to lắm. Lắm mồm, có tin ông thịt ngươi làm chả cày không? Hoàng Minh bực mình, lắm mồm như thế làm gì, rảnh thì nói mẹ cho tao yếu điểm của mày đi. Hoàng Minh có cảm giác mình như con ve bò, đang tìm chỗ da lông mỏng nhất để cắn một cái vậy. Tiểu tử, hay là hợp tác với ta một chuyến, thế nào? Thông Ma Lan bắt đầu dụ dỗ. Hợp tác? Nghe cũng thú vị đấy, hợp tác thế nào? Hoàng Minh hai mắt giảo hoạt, mặt đầy vẻ tham lam. Thông ma lan trong lòng hừ lạnh, nhân loại ti tiện, toàn là loại hám lợi. Thế nhưng giọng điệu của nó vẫn ra chiều sản khoái. Ngươi giúp ta chặt ba cái cây kia, ta sẽ cho ngươi ba cái nội đang yêu thú cấp chính. Sao nào? Nội đang yêu thú, để làm cái gì? Hoàng Minh mù mịt. Thông ma lan thấy hắn ngẩn ra, tưởng đã động tâm, tiếp tục dụ dỗ. Không những ba cái nội đang yêu thú, ta còn giúp ngươi đã thông kinh mạch, nhanh chóng tiến vào vượt cấp giai đoạn chỉ mấy chục năm là có thể đến tới kim thần thực lực thế nào hoàng minh tỏ vẻ sợ hãi hỏi lại ngươi thần thông như vậy nhưng mà ngươi muốn chặt ba cái cây đấy để làm gì thông ma lang lòng đang bực bội đến điên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lời đương nhiên bản thánh đã vượt qua tu luyện tới được bán thánh là bán thánh ngươi hiểu không ta muốn ngươi chặt giúp chúng vì ở đây tối tăm quá chúng nó che hết đi ánh sáng mặt trời ta muốn tận hưởng ánh sáng mặt trời thôi hoàng minh đầu óc xoay chuyển đoạn đáp được thôi nhưng ta muốn có đồ vật trước, ngươi là đắc đạo tiền bối, không nên lừa trẻ nhỏ, đưa trước đi. Thông ma lan nghe hắn nói ức đến thổ huyết. Bản thánh mà lừa tiểu bối như ngươi. Không biết, cứ giao đi, tiền trao cháo múc. Hoàng Minh vô sĩ, ngồi vắt vẻo trên đầu Thôn ma lan nói. Chương 98, Cạo Long. Được rồi, coi như ngươi giỏi. Thông ma lan hậm hực, không biết dùng cách nào mà mặt đất xuất hiện ba viên nội đang hình tròn trên mặt đất. Hoàng Minh nhanh chóng nhảy xuống nhặt ngay vào ba lô. Tinh tinh, nhận được nội đang yêu thú cấp 9 ma hình hình Tinh tinh, nhận được nội đang yêu thú cấp 9 thổ giả. Tinh tinh, nhận được nội đang yêu thú cấp 9 băng hùng. Hoàng Minh gật đầu. Thông ma lan thấy hắn lấy đi nội đang, thúc giục. Được rồi, ngươi đã nhận đồ, đi chặt dùng ta ba cái cây kia đi. Hoàng Minh không nói gì, lại tiếp tục trèo lên đầu thôn ma lan. Tiểu tử, ngươi không giữ lời sao? Thôn ma lan hừ một cái, cáo gắt. Hoàng Minh không thèm đáp, hắn lấy ra một thanh cu nai, cắm thẳng xuống đầu thôn ma lan khen một tiếng thanh cu nai méo sệt đi hoàng minh trợn mắt mở nó cứng như vậy thôn ma lan tức giận tên tiểu tử nhân loại vô sĩ lại còn định ám toán bản thánh tiểu tử nhân loại đều vô sĩ như ngươi sao nhận đồ rồi mà không làm việc câm mồm ma thú mà còn định nói nhân nghĩa hoàng minh quát thôn ma lan giật mình tại sao tên tiểu tử này biết ta là ma thú thôn ma lan còn đang suy nghĩ thì bên này hoàng minh đã lôi ra thanh cu nai khác lần này hắn quyết định hắn muốn cạo lông. Hoàng Minh hai tay hai cô nai bắt đầu chiến dịch làm lông. Xoạt xoạt, thôn ma lan như muốn hôn mê đi. Quá sỉ nhục. Từ trước đến nay lớn nhất sỉ nhục. Một đời bán thánh yêu thú thượng cổ vậy mà bị cạo lông. Thôn ma lan thật sự cơ ý nghĩ muốn ngất đi. Hoàng Minh bên này thì mồm huyết sáo, hai tay không ngừng tí nào cạo đi lông của thôn ma lan. Mẹ, da ngươi rắn chắc sao, không lẽ lông ta không làm gì được. Ông đây cạo hết, để xem ngươi giấu điểm yếu ở đâu. Hừ hừ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiểu tử, đừng có cạo nữa, ngươi bị điên à. Tiểu huynh đệ, đừng cạo nữa, ta xin ngươi. Tổ tông của ta ơi, ngươi thôi đi được không? Thông ma lan như muốn khóc ròng. Một đời chiến thần xông pha trận mạc, giết người như rạ, vậy mà cũng có ngày bất lực nhìn mình bị cạo sạch lông. Quất ức nhất là nó vừa chọn thời điểm phá phong ấn cách đây ba ngày. Bây giờ thân thể còn không nhúc nhích được, một tên tiểu tử luyện khí kỳ cũng có thể nhục mạ nó. Thông ma lan muốn ngất đi, quá nhục nhã rồi mỉa kiếp, tâm mồm đi, nói nhiều thế, không phải ít lông sao? Không cạo đi làm sao tìm được? Hoàng Minh chửi quát yểm tỏi lên. Lúc này hắn đã cạo đến hết phần đuôi rồi, vẫn không tìm được vị trí gì lạ. Hay là nó giấu dưới hắn? Nghĩ là làm, hắn lại hì hục tụt xuống, chui vào trong bắt đầu công trình cạo lông. Mẹ, con này hôi thế, Hoàng Minh không nhịn được chửi một câu, vẫn chịu khó miệt mài cạo. Không biết nó thế này bao lâu, cứ phải nhanh chóng tiên thủ hạ vi cường đã. Tiểu tử này tìm kiếm cái gì? khoan đã, lẽ nào? Thông Ma Lan trong lòng đã sợ hãi. Có khi nào hắn biết ta là có yếu điểm? Thông Ma Lan rùng mình, nếu như vậy thật thì nó chắc gặp nguy hiểm rồi. Hoàng Minh mất gần một ngày mới cạo hết sạch. Giờ chỉ còn lại mỗi cái đầu. Nếu đám yêu thú cùng thời thôn Ma Lan mà nhìn thấy cảnh này chắc phải cười rụng răng, Ma Vương chắc phải xót xa lắm. Thông Ma Lan lúc này, vẫn là thân hình to phạt, nhưng trần trụi không còn tí lông nào ở người nữa. Hoàng Minh phủi phủi tay, con yêu thú này, trông cũng hồng hào phết hắn đắc ý nhìn ngắm tác phẩm của mình. Tiểu tổ tông của ta, thôi đừng đùa nữa, ngươi nói xem bộ dạng này ta còn dám gặp ai nữa. Thông Ma Lan khó khăn nói. Hoàng Minh không để ý, hắn lại xoay xoay cán hai cái cô nai xoay vài vòng, tiếp tục tiến tới. Thông Ma Lan sợ hãi. Nếu lần này tiểu tử này mà làm tới đầu nó, chắc chắn phát hiện ra. Không được. Tiểu tổ tông, ngươi xem, ta như thế này rồi còn chưa đủ khổ sao, đừng làm nữa. Hoàng Minh chết môi, đoạn đáp. Rất tiếc, Ta rất ít khi bỏ việc giữa chừng. Lý do vô sĩ của hắn làm thông ma lan thấy như mắt muốn hoa đi. Được rồi, coi như ngươi tìm thấy thì sao, với thực lực của ngươi cũng đừng hòng làm thương tổn được ta. Thông ma lan hầm hừ nghĩ. Hoàng Minh làm việc rất hiệu quả, dọn dẹp sạch đám lông, nhiều lúc hắn định đâm vài phát vào mắt con cờ hó này cái, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, biết đâu xảy ra ngoài ý muốn chuyện gì. Cứ tìm đã. Thấy rồi, Hoàng Minh nhảy cẩn lên, bên trái sống mũi của nó là một đám da màu xanh lam khắc hình như một trận pháp nhỏ vậy. Được che chắn bằng đám lông rậm rạp. Ngoài ma vương ra, hắn là người thứ hai biết được vị trí yếu điểm của thôn Ma Lan. Thôn Ma Lan biết không giấy dếm được, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, thực lực của ngươi đừng hòng làm thương tổn được ta, chỉ cần một ngày nữa, ta sẽ khôi phục hành động. Ngươi là đừng mong sống sót. Thôn Ma Lan đe dọa. Hoàng Minh cũng hừ một cái, đắc. miệng nó, ngươi nghĩ ta cho ngươi thêm một ngày. Chương 99, kẻ được chọn. Hoàng Minh không nhiều lời, cầm cu nai đi tới dùng lực cắm mạnh xuống. Ken, cu nai của hắn lại bị méo sệt đi. Đệt, ở đây cũng cứng như vậy. Hoàng Minh cảm thấy đau đầu, mẹ nó, phải dùng cách nào nhỉ? Hắn một bên suy nghĩ, thôn ma lan bên này càng tự tin. Thấy rồi thì sao, ngươi tìm được thì sao, không phải là cũng không có cách nào đánh tới. Hừ, tiểu tử, ngươi tưởng bán thánh là thứ ngươi có thể thương tổn được. Camejo. Bùng. Không ăn thua, Hoàng Minh nhíu mày hỏa độn, hỏa chi thuật. Cũng không được, mẹ nó, bây giờ làm thế nào nhỉ? Hoàng Minh nghĩ ngợi một lát, đúng rồi, thử nó xem nào. Hắn à một tiếng vỗ tay cái đét, sau đó nhắm hai mắt lại. Thông ma lan ngẳng ra, tên chết tiệt này làm sao đây, đánh không được nghẹt ra à? Rệt, Hoàng Minh mở mắt, mắt phải của hắn vẫn bình thường, thế nhưng mắt trái của hắn đã biến thành màu đỏ, kèm theo hình thù kỳ lạ. Thông ma lan sợ hãi, hai con mắt nó trợn trừng. Đầu óc nó như quay cuồng đi, miệng không nhịn được thốt lên lắp bắp. Ngươi là là, là. Kẻ được chọn. Thông ma lan kinh hoàng, thật sự kẻ như thế đã xuất hiện sao? Đầu óc nó thật sự quay cuồng, nó nhớ lại mấy trăm ngàn năm trước, trong một ngôi điện tối tăm. Ma vương, đây là lời tiên tri, ngươi là không có cách nào thay đổi được. Một giọng nói nhân loại cất lên. Tiếp sau đó là tiếng cười ha hả. Rầm. Có tiếng gì đó rơi vỡ. Kẻ được chọn sao? Ha ha ha, sẽ không bao giờ, vì nếu kẻ đó xuất hiện, ta sẽ giết chết hắn. Tiếng nói âm lãnh rét buốt cả đại điện. Thông Ma Lan không ngờ, kẻ được chọn đấy lại xuất hiện trước mắt hắn. Hắn sẽ là đại địch sau này của Ma Vương, không được, nếu đã để ta gặp hắn, dù phải hy sinh cũng phải giết được tên tiểu tử này. Thông Ma Lan chiến ý tăng cao, vì sự nghiệp của người, những kẻ cản đường đều phải chết. Hoàng Minh còn đang chưa kịp sử dụng kỹ năng, bỗng một luồng uy áp làm hắn cứng đờ người, đây là chuyện gì xảy ra. Ầm, uhm, đầu óc hắn như bị tê liệt, từ người thôn ma lan bay lên một bóng con sói, lao thẳng vào thức hải của Hoàng Minh. Tinh tinh, phát hiện sinh vật lạ xâm nhập, phát hiện sinh vật lạ xâm nhập, có ý muốn đoạt xá. Chủ nhân nhanh chóng tiêu diệt hắn. Hoàng Minh sợ hãi, mẹ nó, đây là đoạt xa sao. Hắn ngã vật ra đất. Bên trong thức hải, thôn ma lan đang cắn nuốt ý thức Hoàng Minh. Hoàng Minh đang khó khăn chống đỡ. Tiểu tử, ngươi đánh không lại bản thánh đâu, nếu không phải ngươi là kẻ được chọn, bản thánh cũng không phải dùng đến cách cuối cùng này. Hoàng Minh không biết kẻ được chọn trong lời của nó là gì, nhưng tình thế hắn đang rất nguy hiểm. A à Trang, mau tới giúp ta. Hoàng Minh hét to. A à Trang lập tức xuất hiện bên cạnh Hoàng Minh, thôn ma lan giật mình, tại sao ở đây lại có kẻ thứ ba? Không được, phải nhanh chóng hơn. Nó lại lao tới cắn vào cánh tay Hoàng Minh cái độc Hoàng Minh đau đớn đạp một cái, thôn ma lan mang theo cánh tay của Hoàng Minh bay ra một quãng, nó nuốt cánh tay, lại tiếp tục bay tới. A à Trang, làm sao bây giờ? A Trang vẫn không hề lo sợ, vẻ mặt vẫn bình thường, đáp. Yêu thú cấp bậc quá cao, chủ nhân nên sử dụng lửa của thuật Amatasu. Như vậy, Hoàng Minh nhanh chóng sử dụng kỹ năng. Amatasu. Bùng, một ngọn lửa màu đen bắn tới thôn Ma Lan, xèo xèo xèo, thôn Ma Lan hú ầm lên đau đớn, ngọn lửa đen xì này không ngờ cũng có thể đốt được dạng linh hồn. Thôn Ma Lan sợ hãi. Hoàng Minh thấy có tác dụng, liền tăng lên lượng lửa. Tinh tinh, không thể dùng quá nhiều, đối thủ cấp bậc quá cao, sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến phong ấn. Hoàng Minh nhận được thông báo của hệ thống. A à, Trang, còn cách nào khác không? Không có, đây là cách duy nhất tiêu diệt được nó. Hoàng Minh cắn răng, mị nó, liều. Mạng không còn thì mắc làm gì nữa. Đốt, đốt cho ông. Phong ấn thì bố tính sao? Hoàng Minh liên tục bắn tới lửa màu đen, thôn ma lan kêu gào đau đớn, nơi bị ngọn lửa bắt đùi đều bị cháy biến mất. Không được, cứ thế này nó sẽ hy sinh vô ích tên tiểu tử này có dị hỏa thật khủng bố. Nghĩ là làm, Thôn ma lan quay đâu ý định bỏ chạy. Hoàng Minh cũng nhận ra, liền quát. A Trang, sử dụng hệ thống đóng thức hải lại. Ta xem ngươi chạy đi đâu. A Trang mỉm cười, hai tay vung lên, không gian thức hải không ngờ được bao bọc lại bởi lớp phủ màu xanh. Công, Thôn ma lan va vào lớp phủ kêu cái công, không ổn, bọn hắn còn định nhốt ta ở lại. Nó phẫn nộ, đập vào ầm ầm, nhưng không hề có hy vọng gì là lớp phủ sẽ vỡ. Đã đến rồi thì đừng đi. Hoàng Minh nói xong, lại tiếp tục bắn ra lửa đen. Thôn ma lan hú lên trong đau đớn. Nó quay lại gằn từng chữ. Nhất định, nhất định ma vương sẽ báo thù cho ta. Một đời chiến tranh yêu thú cường đại vậy mà bị giết. Lửa đen đốt sạch linh hồn thôn ma lan, Hoàng Minh liền nhận được tin tức thông báo. Chương 100, vé đại điện đấu phá. Rất vui được kết bạn với mọi người. Tinh tinh, tiêu diệt thành công thôn ma lan, nhiệm vụ thập đại cự quái hoàn thành một phần mười. Nhận được vé đại điện đấu phá một tấm nhận được trái tim chiến thần một cái. Tiến độ tiếp theo. Cự quái số 2. Tiến độ, chưa hoàn thành. Hoàng Minh kinh ngạc, mẹ nó, sao giết mà không được kinh nghiệm? A à Trang, tại sao giết nó mà không được kinh nghiệm vậy? Hoàng Minh bực bội hỏi. A à Trang vẫn mỉm cười trả lời. Đây là linh hồn của yêu thú, chủ nhân cần giết yêu thú cả thể xác lẫn linh hồn khi hợp nhất mới được kinh nghiệm. Thì ra là vậy. Hoàng Minh gật đầu, rạch, hắn thoát ra khỏi thức hải, lúc này Hoàng Minh đã ngồi dậy, cánh tay bị cắn đứt đã được bồi đắp lại. Tốt rồi. Hôm nay có lẽ đến đây thôi. Cần nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa nãy quá nguy hiểm. Hoàng Minh thoát ra khỏi hệ thống, ngồi dậy khỏi giường, hắn hít hà một hơi, bụng thật là đói. Mặc kệ mọi thứ, hắn một mạch đi xuống bếp kiếm đồ ăn. "Lão đại, ngươi ra rồi." Đám thiếu niên thấy Hoàng Minh ra khỏi phòng liền kêu to một câu. Hoàng Minh chỉ gật đầu một cái, chạy một mạch xuống bếp. "Lão đại sao vậy?" Lệnh Hồ Sung ngạc nhiên, đó chứ sao, nhìn là biết." Đoàn dự trả lời. Hoàng Minh sau khi ăn đến 8 bát cơm mới dừng lại, thật sự quá đói. Mất một lúc mới vác được cái bụng về phòng, hắn lúc này mới có thời gian xem chiến lợi phẩm. Trái tim chiến thần. Loại hình, vòng cổ. Phẩm chất, tinh chuẩn. Được làm bởi Vũ Cực Đại Đế, trái tim chiến thần mang trong mình dũng khí cùng ý chí kiên cường. Khi kích hoạt tăng cường gấp đôi sát thương gây ra cùng gấp đôi phòng ngự. Thời gian xoay vòng, một ngày. Đồ tốt Hoàng Minh vui mừng, đứng là bốt có khác, rơi đồ không phải bình thường. Hoàng Minh nhanh chóng đeo lên cổ luôn. Vòng cổ nhìn rất bình thường, đeo lên không hề thấy nặng. Ở giữa vòng đeo một hình tấm kiên cùng một thanh kiến bắt chéo. Cũng ngầu đấy, Hoàng Minh gật cù. Hắn bắt đầu lôi ra món đồ thứ hai. Vé đại điện đấu phá. Loại hình, vật phẩm tiêu hao duy nhất. Phẩm chất, huyền bí. Đại điện đấu phá là một bí mật, tới xem, chắc hẳn có kinh hỉ. Số lượng người tham gia 10, 10. Hoàng Minh nghệch ra, đây là cái quái quỷ gì? Lại phó bản nữa à, hắn không chắc đó là tốt hay xấu. Vật này còn có thể đưa đi 10 người. Có nên dùng hay không? Hoàng Minh đắn đo. Hay là cứ tới đi, nó đã ghi có kinh hỉ, vậy thì tới, sợ gì không tới, tầm này. Hoàng Minh quyết định nhanh chóng. Hắn ra ngoài phòng gọi đám Kiều Phong Chu Du. "Lão đại, ngươi tới." Trương Vô Kỵ chào một tiếng khi thấy Hoàng Minh đi đến. Cả bọn đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên bàn uống nước lão đại đây là hai lò luyện đan ngươi muốn ta đã đi lấy về rồi chu du đẩy tới hai lò đan trước mặt hoàng minh hai lò luyện đan một cái màu đen thẫm không có hoa văn hai bên có hai quai cầm nhìn rất đơn giản cái bên cạnh lại màu xanh lam cũng không có hoa văn gì kiểu dáng tương tự chu du cất lời nguyệt vũ có nói đây là hai lò luyện đan tốt nhất ở chi nhánh vân nam thành ta đã mang về lão đại ngươi xem qua chút đi hoàng minh gật đầu hắn liền cầm lên cả hai cái tinh tinh, phát hiện bá cầm đỉnh. Phẩm chất, tốt. Bá cầm đỉnh xác suất thành đang cao lên 5%. Tinh tinh, phát hiện hình mỹ đỉnh. Phẩm chất, tốt. Hình mỹ đỉnh nâng cao 10% xác suất phẩm chất đang dược. Tốt lắm, hai cáo đều khá được. Tiểu ngư nhi, để trước cầm cái màu đen đi, nó tăng cao được xác suất thành đang dược. Trước tiên tập nhiều vào. Tiểu ngư nhi nghe Hoàng Minh nói gật đầu cầm lấy, chu du ngạc nhiên. Lão đại, ngươi cũng nghiên cứu qua đỉnh sao? Nguyệt Vũ đã nói qua ta nghe một lần như vậy. Hoàng Minh ra vẻ thần bí, đoạn đáp. Đừng hâm mộ ta, ta rất ngượng ngùng nhé. Sạch, cả bọn nhìn vẻ mặt tự sướng của Hoàng Minh, mặt không khỏi đen lại. Không ngờ lão đại cũng có một bộ mặt này. Hoàng Minh tự sướng một câu, rốt cục quay lại vấn đề chính. Ta là có một việc cần nói, các đệ nghe chút. Chuyện gì vậy? Hoàng Minh thấy cả bọn nghiêm túc theo dõi, mới bắt đầu nói. Ta tìm thấy mọi bí cảnh, nhưng không biết là lợi hay hại bí cảnh. Cả đám rơi vào trầm tư, Chu Du và Trương Vô Kỵ là người của tông môn, đều nghe qua bí cảnh là gì rồi. Lão đại, ngươi nói rõ xem như thế nào. Chu Du hỏi lại. Hoàng Minh kể qua giới thiệu về vé vào đại điện. Chu Du nghe xong ngẫm nghĩ một chút. Lão đại, ta nghĩ đây không phải là chuyện xấu, nghe qua, nơi này hẳn là tất giữ thứ gì đó, chắc không nguy hiểm đến mức nào đó đâu. Ta nghĩ là nên đi. Hoàng Minh gật đầu, hắn cũng là nghĩ qua như vậy, chỉ là muốn hỏi ý bọn này một chút mà thôi